Hello everyone. Hôm nay mình chơi 16 game cho Tom Run. Mình đang có những bước chạy đà cùng với Unikin. Unikin là anh vừa lại. Ui chết chết. Ừ, mới chạy được tí nữa lại quẳng thôi. Mình đang đi ở trên một cái sa mạc. À không phải sa mạc, đây là trang trại của Hanh á. À đâu, cái hòn đảo của Hanh. Chứ tiếng Việt thì cái cô này, cái cô Angela này là một bộ trang phục kỳ lân. Trang phục này chỉ có ở trong truyền thuyết thôi. Vì cái con này đúng là chỉ có trong truyền thuyết mà. Ngày xưa xem mấy bộ phim kiếm hiệp cũng toàn trong truyền thuyết. Làm gì có. Mình mới chỉ nghe đến con hỏa kỳ lân thôi. Nó là một cái con lửa. Kiểu như con rồng lửa sao. Trời. Không được ok lắm. Ui ôi. Chúng ta vào cho run. Santa. Chính là Santa. Mình thấy ở trên mạng có vài trò thể loại là Santa Run này. Nhưng mà đồ họa nó không được mượt, nó rất là xấu. Xấu lắm. Rồi các bạn có thể tải ngay cái phiên bản này này. Cái trò chơi này thì xong rồi mua cái trang phục. Mua cái trang phục của ông già Noel này. Thế là có chân, có game này ngay. Đồ họa đẹp hơn, mượt mà hơn nhiều. Mấy trò nó đạo nhái. Nó đổi mã nguồn tí. Số mù. Đi đâu cả mắt đây. Hoặc các bạn có thể vào trò thêm một run nữa. Cũng có trang phục ông già Noel đẹp hơn nhiều. Đồ họa đẹp nhiều map. Chơi sướng. Đấy con T-Rex. Sao mình ngã này. Rồi chúng ta sang Mandy Run. Cho vào game không? Mình đã chấp con bot này một viên đạn. Oh.
bốn máu à, khủng khiếp nhở. Mùa để mà trúng đạn à, chúng ta sang Granny Chap 2. Đi đâu? Chúng ta đang trong ăn đi. Cái bài kia. Trời ơi. Ôi đừng cụt. Bạn này không biết có khá khẩm ở nông tí nào không. Nhầm này, đừng cụt này. Nó lừa mình vào cái góc này. I see you rồi. Ta sẽ cầm cái này. Vâng, lại thức dậy ở một nơi xa. Không biết bản này có khá hơn thế nào. Đi thôi. Đau lòng. Chúng ta sang Scary Teacher. Màn này sẽ cũng rất là dễ chơi vì nó là khởi đầu của game mà. TV show mặt đó. Tưởng cầm chìa khóa đủ mắt như karate. Đây, có cái pin đây. Chúng ta sẽ đặt được cái góc này đi. Một cái báo che lên. Ơ, mất miếng bánh rồi. Không ăn được bánh mất rồi. Chuồn thôi. Trần ơi. My foot hurts so bad.
sang Lego Batman. Anh nhầm, đây là Lego Marvel. Phu. Mình đang đánh màn nào nhỉ? Ta hay đánh màn nào bà? Đánh màn nào bà? Cái màn này đi. Siêu người cát này. Để cát cho. Chọn nhân vật ta. Nhiều quá nhỉ. À, người băng, người băng, người băng này. Ô, này ông bắn băng. Băng này rất mạnh hơn. Gọi người nhận ra cứu ra. Bạn làm gì đấy? Xong rồi. Bên này mình ý chuẩn à. Iron Man. Sang phần tiếp theo đấy. Người ngay. Cái trang phục này không bay lên được. Cố gắng bay không bay được. Never pays. Okay. Super Bowl ring. Không đánh được. Chúng ta vào hôn. Hello neighbor. Bịt vẫn không chuẩn lắm nhỉ. Miếng thịt này. Thịt này cho con sóc ăn này. Tao giữ lấy hết. Có một cái tủ đây, có một con gấu ở đâu mẹ. Phun mạnh đúng không? Đây, 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 trèo lên dãy núi thiên thai này. Ố, cái gì đây? Đá. Ơ, cái con gì đây? Nhặt luôn. Mình đã quá nhiều đồ rồi. Kia cái giỏ kia.
Gì đấy? Còn cái này là cái gì? Ôi chết rồi. Ui dù. Già bỏ được một món đồ. À đây cục đá. Cục đá. Nhặt luôn cái hộp này đi. Ủa cái này phun mạnh thế. Chẹn cục đá ở đây này. Khó lắm ấy. Được chưa? Ô đồ nó còn thổi bay được cục đá này luôn. Đâu rồi? Ủa sao người ta làm dễ thế, mình làm vất vả thế nhỉ? Ok rồi. Quả này thành công rồi. Bạn chỉ là ba. Ba nhỏ như thế nào? Rồi rồi rồi, bây giờ đi tìm cái con gấu nữa. Ở trong cái có một cái tủ, có một cái hòm nó nhỏ nhỏ. Ở đây có một cái ở đâu bố. Đâu nhỉ? Cái này phải để gỗ đi. Chúng ta sẽ chơi trò Red Ball 4. Trời, mình còn bot 3, 3, 3, 3, 3, 5, 4, 45 đúng không? Chơi ván này chắc thì tầm mất khoảng 1 phút rưỡi đấy. Cái đoạn này đoạn khó nhất mà. Chúng ta sang hotel ăn. Rồi chúng ta chơi được.
Ồ, mất lá chắn được tôi rồi. Đó là cái ruộng bậc thang, chỉ xài có một lần thôi. Ôi máu ơi. Không có đường về. Ô may quá. Ô may gót. Vẫn bám được. Đèn thế. Có đích được đâu. Trời mãi mới vào. Chúng ta vào cho Slender. Vào trap mới, khu rừng này. Đang vào trong forest. Tìm những 7 cái mục tiêu à. Let's go. Tôi đang ở một nơi xa. Thức giấc ở một nơi xa. Một khu rừng đủ. Đồng không mong quạnh này. Xem có hương đồng gió nội gì không. Chỗ này không có hương đồng gió nội gì cả. À đây rồi, đi mãi phải có mục tiêu chứ. Một cái huy hiệu này. Đâu nó ở góc nào nhỉ. Đây rồi. Tìm thấy một cái rồi, 6 cái nữa. Chúng ta tránh xa cái tay Slender ra. Hắn ta chỉ được cái tay dài và hù người thôi, làm gì có mắt. Ừ, rồi, trời ơi. Đây, cô bé 3 tuổi, cô đang khuyên chúng ta không nên xem nhiều iPad quá. Thực ra cô xem rất nhiều. Mắt. Ui dồi, sợ thế à? Mù mắt là tiêm. Ui dồi, sợ thế. Tiêm mắt đấy. Tiêm mắt là chảy rất máu. Chảy nhiều máu lắm. Ui sợ thế à? Nhưng mà trốn ở khu rừng này đã rồi, tính sau. Đã mắc kẹt trong khu rừng này. Lạc đường rồi. Lạc đường rồi á. Xem nhiều áp bác quá. Nên bị tiêm mắt. Và tiêm mù. Mù để mắt đấy. Là chảy rất nhiều máu á. Là nó chảy máu ấy. À. Xong rồi dám ăn nhiều luôn. Ôi dồi, sợ thế. Xong rồi to lắm, dám ăn nhiều rồi to lắm. Ờ, là sắp thoát được khu rừng này rồi. Từ nãy là cứ lạc trôi trong này thôi. Mình đang đi tìm xem là trong khu rừng này có hương đồng gió nội gì không mà chưa thấy gì cả. Ồ, cái gì đấy. Đi về góc này, chưa tìm thấy ra lối thoát. Đây có một cái hàng rào đấy không vượt qua được. Mình không có nút nhảy. Cái gì đấy? Lạc mẹ đường rồi đây. Chúng ta vào chôn Horo.
Siêu năng lực. Đây có con ma này. Tại sao mình không kịp phản ứng nhỉ? Chúng ta sang hiệp cuối cùng, basic. Không có lối nào lại đi cả. Mình thử giải cuốn sách bên này trước xem là thế nào. Time for everybody, huh? You got it. You're doing fan great job. That's right. Okay. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Xin đồng tiền trước nè. Ủa, này. Problem one. I can't believe you're doing fantastic. I wanna play with no one. Chuẩn thôi. Oh, sao anh đi nhầm đường? Nhầm đường. I want to play with no one. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Mà không này mướp đỡ. 6 giây nữa tôi chết rồi. Ông mới siêu ngoài này rồi. Nhanh nhanh sau kìa. Ôi, lại đường cả một số tốc đỏ. Mướp đỡ.